phật khuyên bảo chúng ta phải minh tính nhân quả bốn chữ này rất hay minh là trí tuệ không phải mê tín đối với chân tướng sự thật bạn phải làm cho rõ ràng tường tận thông suốt thấu đáo bằng chân thật tin tưởng đối với nhân quả này phật nói tất cả kinh đều không rời nhân quả thì dạng pháp không thể thoát khỏi nhân quả phật pháp cũng không thể thoát khỏi nhân quả nhân quả tuyệt đối không phải mê tín trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu đó là nhân quả quyết định không thể trồng đậu được dưa trồng dưa được đậu không hề có đạo lý này vì nhân quả không tương ưng cho nên nhân thiện nhất định được quả thiện kết quả nhân ác nhất định cảm ác báo làm gì sai chứ thế nhưng có lẽ chúng ta sẽ xem thấy có một số hiện tượng trong xã hội dường như không hề tương ưng với những gì phật pháp đã nói chúng ta xem thấy một số người ác hưởng phước người thiện thì bị chịu tội đời sống vô cùng khốn khổ việc này dường như không phù hợp với sự thật nhân duyên quả báo mà phật pháp đã nói đó là gì đó là bạn đối với sự thật và luân lý của nhân quả bạn chưa tường tận bạn chưa được thông suốt cho nên bốn cái chữ này của phật cái thứ nhất là minh tính nhân quả bạn không hiểu được nên bạn mới sanh ra hiểu lầm nhân quả thông cả ba đời cái điểm này chúng ta nhất định phải tin tưởng phải khẳng định bất cứ một chúng sanh nào họ có đời quá khứ có đời hiện tại vẫn còn có đời tương lai nhân quả thông cả ba đời đời trước tu thiện tích đức đó là trồng nhân thiện thì đời này được giàu sang phú quý cái bạn hưởng là phước báo cái quả này của họ quá lớn đời này cho dù tạo ra rất nhiều rất nhiều tội nghiệp Cái phước thừa của họ Vẫn chưa hưởng hết Cho nên họ vẫn đang tiếp tục hưởng phước Thì nhưng các vị phải nên biết Ngay trong đời này Họ chỉ hưởng phước Lại tạo tội nghiệp Lại không chịu tu phước Phước báo tuy là lớn Tiêu hao sẽ rất nhanh Phước báo rất lớn có lẽ ngay trong đời này của họ mãi đến họ lâm chung đều là phước báo lớn hiện tiền tội báo của họ chưa hiện ra thế nhưng đời sau của họ thì thê thảm việc này chúng ta thường hay xem thấy còn có một số phước báo rất lớn thế nhưng không lớn đến như vậy Họ hưởng phước cũng không chịu tu phước Cũng đang ở nơi đó tạo ác Hưởng hai ba mươi năm Thì họ cũng sẽ không còn Việc này hiện tại thông thường gọi là phá sản Họ bị sụp đổ Cuối đời của họ không bảo đảm Đó là nói Phước báo của họ Chính ở ngay Trong mấy mươi năm đó Họ thấy đều tiêu hao hết Chúng ta ở trong xã hội xem thấy rất nhiều hiện tượng này vì người tu phước cả đời này cuộc sống rất là khổ cực đó là do đời quá khứ không có tu phước hiện tại họ phải chịu quả báo này ngày nay họ tu phước tích thiện trồng cái nhân tốt thì đời sau họ được phú quý cho nên người phú quý Không phải đời đời phú quý Người nghèo khổ Cũng không phải đời đời nghèo khổ Tạo hóa đối với người Rất công bình Ngay đời này hưởng phước Đời sau chịu tội Người đời này chịu tội Thì đời sau hưởng phước Nhân duyên quả báo Không hề sai lọt Nếu như hiểu rõ cái đạo lý này thông đạt chân tướng sự thật ngay trong đời này chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện sám trừ nghiệp chướng quả báo đó của họ ngay đời này liền có thể hiện tiền liền có thể hưởng thụ được đó là người thông minh người sáng suốt cho nên minh tính nhân quả bốn chữ này nếu như bạn chân thật hiểu rõ chịu đi làm như quá khứ tiên sinh viên liệu phàm đời nhà minh ông đã thay đổi được dựng mạng của chính mình chúng ta xem thấy cái mong cầu của ông trong mạng của ông không có công danh cái công danh này dùng lời hiện đại mà nói chính là học gì Ông đi học không lấy được học gì Trong mạng không có Sách đọc có tốt hơn Đi thi thì không đậu Vậy có cách nào đây Vì không có cái mạng này Nếu trong mạng có Sách học không được tốt lắm Khi đi thi thì cũng vừa dặn gặp được mấy đề mục mà họ biết Thì họ liền thi đậu Là mạng Trong mạng họ có trong mạng của bạn không có Không còn cách nào Tiên sinh liễu phạm Trong mạng không có học vị cao Học vị của ông Chỉ đến tú tài Bạn thấy Sau cùng ông lý được tiến sĩ Tiến sĩ là học vị cao nhất Nếu như dùng học vị của trường học hiện nay Để so sánh tú tài bằng với học sĩ cử nhân bằng với thạc sĩ, tiến sĩ bằng với cao học, ông lý được học gì cao học? là do ông đoạn ác tu thiện tích công bồi đức mà cầu được chân thật Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng. trong mạng của ông không có con cái, ông cũng cầu được con trai. Kết quả sau đó Ông sanh được hai đứa con trai Hai đứa con trai đều ngoan Hiếu tử hiền tôn Trong mạng tuổi thọ không dài Ông chỉ có 53 tuổi Ông tuyệt nhiên không có cầu tuổi thọ Tuy không có cầu trường thọ Thế nhưng Tích công bồi đức Thì tự nhiên Liền được tăng thêm tuổi thọ Ông sống đến hơn 70 tuổi. Trong mạng không có, có thể cầu đến được. Đó là chân thật cầu được. Vì thì người thế gian hiện tại các vị đã xem thấy rất nhiều, đến chùa miếu thắp hương bái Phật dập đầu để cầu thăng quan phát tài, khi vừa cầu cũng cầu được. Ờ vậy thì cho là Phật Bồ Tát rất linh Kỳ thật việc này thế nào vậy Vì trong mạng của bạn có Cũng vừa lúc Vào năm đó bạn phải phát tài Bạn đi cầu cũng vừa dặn gặp được Sự việc này là như vậy Không phải Phật Bồ Tát bảo hộ Đó là trong mạng có Cũng vừa lúc gặp được Giả như Bồ Tát thật linh nghiệm như vậy Thì mỗi một người đi cầu nguyện Mỗi một người đều được phát tài Vì mới đúng Người đi cầu nguyện Chỉ có một người phát tài Còn 99 người kia không phát Tôi không tin là do Ngài Linh Việc này đầu óc phải tường tận một chút Làm gì mà mê hoặc điên đảo đến như vậy Mỗi người đi cầu nguyện Mỗi người đều phát Mỗi người cầu thăng quan Thì mỗi người đều thăng quan Vậy mới được Đó mới gọi là thật linh Bạn xem thấy Có mấy người cầu được ngay trong một dạng người đi cầu nguyện Chân thật có được Chỉ một hai người mà thôi Nhiều người như vậy đều không cầu được Phật dạy cho chúng ta Đó thật là Bạn một người cầu Một người nhận được Một dạng người cầu Một dạng người nhận được Một người cũng không thị xót Đó là thật Nó có đạo lý trong đó Cho nên chúng ta phải chân thật Tin sâu đối với nhân quả Học Phật Phải từ ngay nơi đây Mà bắt đầu Phải từ ngay nơi đây mà học Tôi ở mỗi một nơi Khuyên bảo mọi người Học Phật Tôi đều dạy người Phải từ liễu phạm tứ huấn mà học Tôi không dạy họ phải bắt đầu từ bộ kinh luận nào Không có Trước tiên bạn đem liễu phạm tứ huấn Đọc qua 300 lần 300 biến Phải hạn định thời gian đọc đó cho xong Cô thì nói Một tháng, nửa tháng Đọc qua một lần không ít gì chỉ ít một ngày đọc một lần, đọc một năm. Mỗi ngày đọc một lần, đọc một năm. Bạn liền có tâm đắc. Vì sao vậy? Bạn sẽ tin tưởng, bạn hiểu được rồi, bạn lý giải rồi. Đối với đời sống liền có sự thay đổi. Bạn phải mỗi ngày đọc qua một lần mới hữu dụng cái đạo lý này. Cũng là ở trong giáo học chúng ta đã đề xướng Một môn thâm nhập Trường kỳ huân tu Nó sẽ khởi tác dụng Nếu như đọc gián đoạn Thì sẽ không có hiệu quả Lý cái này làm nền tảng Ngày trước Đại sư Ấn Quang dạy người Cách dạy của Ngài chính là như vậy Đại sư Ngài cả đời Toàn tâm toàn lực Đề sướng Liễu phạm tư huấn Đề sướng cảm ứng thiên Đề sướng an sĩ toàn thư Ba loại này Đều là môn sám hối chân thật Chính là dạy chúng ta tu Sám trừ nghiệp chướng Của phổ hiền hành nguyện Bạn đem nó đọc thuộc Chân thật hiểu rõ rồi Chân thật thấu suốt rồi bạn đối nhân sự thế tiếp vật Cách nhìn cách nghĩ của bạn Trong tự nhiên sẽ chuyển đổi lại Chân thật sẽ đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Bạn không có công lực Của 300 biến này Đoạn ác tu thiện Bạn rất khó làm được Vì sao vậy? Cái ác này là tập khí từ du thị kiếp đến nay Làm gì dễ dàng chuyển đổi nó lại cho nên minh tính nhân quả này của phật cái chữ minh này là then chốt vô cùng là quan trọng bạn phải có trí tuệ tuyệt đối không phải là mê tín